Quân tử giúp người làm niềm vui. Tình yêu của cậu và bác Tuệ Hồng cảm động như vậy, sao tôi có thể không thành toàn? Cậu không biết đó thôi. Bác Tuệ Hồng 5 tuổi vào đoàn kịch, 8 tuổi đã nổi tiếng. Cô ấy là chủ chốt trong đoàn kịch chúng tôi đó. Cậu mà rước cô ấy đi thật, đoàn kịch của chúng tôi mất một nhân tài rồi. Thành toàn thì thành toàn, nhưng tôi nuôi con bé từ thuở nhỏ đến lớn, tiền chuộc thân vẫn phải tính thôi. Đây cũng là quy tắc của nghề này. Đúng thế, quy tắc chúng ta không thể phá vỡ nó được. Bao nhiêu ông nói đi. Được, 100 thì 100, không thành vấn đề. Mâu thiếu gia, cậu uống sai rồi hả? Ông muốn đòi 1.000, không được một dạng thì miễn bàn luận. 1 dạng, 1 dạng. 1 dạng anh có giết tôi cũng không moi ra được. Ông chủ Lữ, ông như vậy nhẫn tâm quá. 1 dạng đại dương, anh bảo Tử Long lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Bác Tuệ Hồng, cô chen lời làm gì? Bầu thiếu gia, tôi không hề báo giá cao đâu nhé. Năm nay cô ấy 21 tuổi, đã nổi tiếng khắp chốn rồi. Mỗi buổi tối cô ấy hát ít nhất cũng kiếm được 10 mấy đồng. Giờ cô ấy ít hát cũng hát được thêm 30 năm nữa. 30 năm kiếm được bao nhiêu tiền đây? Hơn nữa tôi nuôi cô ấy từ nhỏ đến lớn, cũng tốn không ít tiền. Thôi thôi, không phải chuột thân nữa. Tử Long, anh hãy đi đi. Đi kết hôn với cô dâu họ Tân kia. Em cứ ở lại đây hát cho đến chết thì thôi. Một dạng, một dạng. Đúng là ép tôi vào chỗ chết. Một dạng. Một dạng. Một dạng. Một dạng. Một dạng. Tử Long, anh làm gì thế? Mâu thiếu gia, anh đang diễn trò gì thế? Một dạng. Không có tiền, tôi không chuộc được sơ dân. Không chuộc được sơ dân. Tử Long, anh đừng đứng trên đó. Đứng đó nguy hiểm lắm, mau xuống đi. Không có tiền, tôi cũng không muốn sống nữa. Mâu thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ tôi đòi sống đòi chết thế? Diễn màn kịch gì thế này? Sơ dân, Mâu Tử Long anh vô dụng. Xin lỗi em. Không phải. Tử Long, anh xuống đây đi. Tử Long.
Tử Long, Tử Long, Mầu thiếu gia, Mầu thiếu gia, không dám. Mầu thiếu gia, Mầu thiếu gia, cậu làm gì vậy? Mầu thiếu gia, cậu mau xuống đi, cậu xuống đây đi. Muốn chết thì cũng phải là em chết trước. Mầu thiếu gia, xuống đây đi, cậu làm gì vậy? Cậu làm gì đấy? Sư dân, sư dân, làm gì vậy hả? Sư dân, sư dân, có gì từ từ nói. Sư dân, Tử Long, em chỉ là một cô đào kép thôi. Anh làm vậy vì em không đáng đâu. Hồi lưỡi kia, đời này còn muốn tôi hát kiếm tiền cho ông sao? Nằm mơ đi. Giờ tôi treo cổ chết cho ông xem. Sư dân, cô đừng. Tôi bớt tiền, bớt tiền. Bớt bao nhiêu, bớt bao nhiêu? 8.000, 8.000. Một tháng anh tôi chỉ cho tôi có 10 đồng. 8.000, tôi phải tiết kiệm đến khi nào để tôi chết đi? Cậu không có tiền, nhưng anh cậu có. Được rồi, được rồi. Vậy em cứ từ từ khiêng thi thể tôi đi. Đi mà đòi tiền anh tôi. Tử Long, trước khi chết em vẫn có lời muốn nói với anh. Không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Kiếp này chúng ta không có duyên nên vợ chồng, nhưng kiếp sau, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ hội ngộ. Em chết trước một bước. Sư dân, bác Tuệ Hồng. Vậy thì 7.000. 7.000 với 8.000 có gì khác nhau? Tránh ra. Mầu thiếu gia, lẽ nào lại là 5.000 sao? 5.000, 5.000 đi. Chờ đã, chờ đã. Không thể chờ nữa Tử Long. Chờ nữa ông ta sẽ lật lọng mất. Hồi lưỡi kia, tôi hỏi lại ông lần nữa. Đêm nay ông muốn khiêng hai thi thể hay cầm 5.000 đại dương? 5.000, chốt. Xuống đây đi, mau xuống đi. Trói nó lại cho tôi. Quỳ xuống. Được lắm, lợi hại lắm. Em trai của Mâu Tử Hồng tôi cũng bị các người ép phải treo cổ rồi. Ghê gớm lắm. Tôi nên trừng phạt hai người thế nào đi? Tôi mà bắn chết hai người, người ta lại tưởng tôi ức hiếp người khác. Hôm nay coi như các người may mắn. Đây là ngày lành của Mâu gia. Giết các người không may mắn chút nào. Tôi cảnh cáo hai người, đừng động vào em trai tôi nữa. Nếu ai còn động đến nó thì cái thứ rơi trên đất không phải cửa đâu, mà là đầu của các người đó. Mẹ ơi, con vịt chín đến miệng lại bay rồi. Này ông chủ Lữ, ông tham lam quá đấy.
Bình thường Mông công tử này cũng là người phóng khoáng, anh ta không giống người mỗi tháng chỉ có mấy đồng tiêu vặt. Ông mà đổi ít một chút, chẳng hạn 1.000 thì khéo khi tiền đến tay rồi đấy. Còn trách tôi sao? Là ai diễn sâu hả? Cô mà kết thúc sớm thì vụ này xong từ lâu rồi. Thế nào đây, còn trách ngược tôi hả? Tôi không trách cô thì trách ai? Bác Thuế Hồng, nhân cơ hội này tôi cũng nói rõ ràng luôn, cô không cần hát kịch nữa. Đoàn kịch không thiếu vai phụ. Mâu tướng quân mà nhúng tay vào thì việc này cô không xong rồi. Được rồi, cô tìm lấy một nhà mà nương tựa đi. Nếu không tìm được, không tìm được thì làm sao? Ông làm gì được tôi? Tôi làm gì được cô? Ông chủ của kỹ viện Giang Hoài ưng cô rồi đấy. Tôi bán cô cho ông ta đến đó tiếp khách. Chỗ ấy không dùng cổ họng. Họ Lữ kia, ông có còn là người không thế?